Theo nghiên cứu lâm sàng mới nhất, vaccine COVID-19 dạng hít đầu tiên của Trung Quốc đã cho thấy mức độ kháng thể trung hòa tăng gấp 250 đến 300 lần sau khi tiêm hai mũi vaccine bất hoạt, chứng minh việc sử dụng kết hợp các loại vaccine khác nhau trong mũi tăng cường sẽ cho hiệu quả cao hơn. Giới chức Trung Quốc cho biết, việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 có tên Convidesia được điều chế theo dạng hít khí dung, làm liều nhắc lại sau khi hoàn thành hai mũi tiêm vaccine bất hoạt trong nửa năm, được chứng minh là an toàn và có khả năng miễn dịch cao hơn đáng kể so với vaccine bất hoạt. Các nhà nghiên cứu Mỹ trước đây cũng đã tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên một phác đồ tiêm nhắc lại với ba loại vaccine đã được phê duyệt ở nước này. Một loại dựa trên adenovirus của Johnson & Johnson và hai loại vaccine mRNA của Moderna và Pfizer. Các kết quả cho thấy khả năng miễn dịch tăng cường dị thể sử dụng liều vaccine nhắc lại khác loại so với vaccine sử dụng ban đầu có những ưu điểm rõ rệt. Cuối tuần qua, Argentina đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm, Lương thực và Công nghệ Y tế Argentina cấp phép triển khai vào đầu tháng 10. Bộ Y tế Argentina cho biết, chương trình tiêm chủng cho trẻ em được triển khai đồng thời tại tất cả các địa phương trên cả nước. Đây sẽ là cơ sở để Argentina hướng tới mục tiêu hoàn tất phác đồ tiêm vaccine cho người dân trước cuối năm nay. Để thực hiện kế hoạch này, chính phủ Argentina đã phân phối cho các địa phương tại nước này hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của Sinopharm, loại đã được cấp phép sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi trên. Ngoài ra, Argentina vẫn còn trong kho dự trữ 9 triệu liều vaccine loại này để sử dụng cho trẻ em. Cùng với đó, chính phủ Argentina cũng phân phối 1,6 triệu liều vaccine của Pfizer để tiếp tục chương trình tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên. Trong 24 giờ qua, tại Nga đã phát hiện hơn 34.300 ca nhiễm COVID-19. Đây là mức tối đa mới kể từ đầu đại dịch. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận hơn 30.000 trường hợp nhiễm bệnh trong một ngày. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ tử vong cũng luôn ở quanh mốc trên dưới 1.000 ca mỗi ngày. Trong ngày vừa qua, các trường hợp nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận ở tất cả 85 khu vực của Nga. Khu vực bị nhiễm nhiều hơn cả là ở thủ đô Moscow với 6.740 ca, tiếp đến là Saint Petersburg với hơn 3.300 ca. Cùng với đó là ở các vùng lân cận có mật độ dân số cao tại nước này. Tổng số những người bị nhiễm, theo Ban Điều hành về Ngăn ngừa và Chống lây lan dịch COVID-19 tại Liên bang Nga, đã lên tới con số gần 7.992.700 người. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, trước đó, trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, chính quyền Liên bang Nga đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa việc ngăn chặn sự gia tăng số lượng người nhiễm bệnh và tạo điều kiện cho nền kinh tế hoạt động. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Đức cam kết duy trì thỏa thuận về người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Ả Rập Xê Út cho phép các sân bay hoạt động hết công suất trở lại. Trung Quốc thừa nhận tình trạng quản lý yếu kém tại một số doanh nghiệp. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ việc duy trì thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu-EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người di cư. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định tầm quan trọng của việc EU tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp. Bà Merkel đánh giá cao nỗ lực của Ankara về tiếp nhận người tị nạn Syria, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan hợp tác ứng phó với lực lượng Taliban ở Afghanistan nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tị nạn khác đối với châu Âu. Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã, đang và sẽ tiếp tục là nước tiếp nhận những người tị nạn. Ông Erdogan cũng ghi nhận những đóng góp đáng kể của nhà lãnh đạo Đức trong việc giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề người tị nạn Syria, cũng như nỗ lực nhằm xóa bỏ rào cản đối với mong muốn gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Venezuela tuyên bố phái đoàn của nước này sẽ không tham gia vòng đối thoại tiếp theo với phe đối lập tại Mexico để phản đối việc dẫn độ nhà ngoại giao của nước này Alex Saab tới Mỹ. Trong một thông cáo chính thức, Chủ tịch Quốc hội Venezuela khẳng định chính phủ nước này sẽ tạm dừng việc tham gia đàm phán và đối thoại với phe đối lập trước hành động mang tính tấn công vào cá nhân nhà ngoại giao Alex Saab và thể chế của quốc gia Nam Mỹ này. Venezuela cũng quy trách nhiệm cho chính phủ Colombia, Mỹ và bộ phận đối lập cực đoan về sự đổ vỡ của tiến trình đối thoại. Venezuela cũng cảnh báo nhà ngoại giao Saab có thể gặp nguy hiểm, đồng thời kêu gọi các bên liên quan trả tự do ngay lập tức cho chính khách này. Mới đây, Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập của Iraq đã công bố kết quả bầu cử quốc hội sau khi hoàn tất quá trình kiểm phiếu thủ công. Phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập Iraq cho biết, quá trình kiểm tra kết quả bầu cử đã được hoàn thành.
sau khi kết thúc việc kiểm phiếu thủ công tại 3.681 điểm bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử cấp cao được lập tại Iraq cho biết thêm, kết quả bầu cử được công bố công khai trên trang web của ủy ban và mang tính sơ bộ. Ủy ban sẵn sàng xem xét mọi kháng nghị liên quan kết quả bầu cử và các kháng nghị sẽ được tiếp nhận trong vòng 3 ngày kể từ khi công bố kết quả bầu cử. Cùng với việc công bố kết quả bầu cử, chính quyền Iraq đã triển khai lực lượng an ninh rộng rãi tại nhiều khu phố của thủ đô Baghdad. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út thông báo tất cả sân bay ở quốc gia vùng vịnh này được phép vận hành các chuyến bay với công suất tối đa. Theo hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út, hay còn gọi là SPA, Bộ Nội vụ nước này đã chấp thuận nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, Ả Rập Xê Út sẽ cho phép người dân tụ họp và dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Thánh đường Hồi giáo lớn ở thành phố Mecca cũng được phép hoạt động hết công suất, mở cửa cho các tín đồ tới cầu nguyện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia vùng vịnh này. Ngày 17 tháng 10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BOC khẳng định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hoạt động tốt nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như nguy cơ vỡ nợ của một số doanh nghiệp nhất định do quản lý kém. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nguy cơ vỡ nợ của một số doanh nghiệp cũng như những khó khăn trong hoạt động của các ngân hàng nhỏ và vừa là những thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc. Vì vậy, các cơ quan quản lý của nước này đang giám sát chặt chẽ để không trở thành những nguy cơ mang tính hệ thống. Bắc Kinh sẽ dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và những người mua nhà, đồng thời tôn trọng quyền lợi của các chủ nợ và cổ đông của Evergrande. Vừa qua, tàu điện cao tốc động lực phân tán tiêu chuẩn Trung Quốc dành cho tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã được đưa đến ga Viêng Chăn. Con tàu mang tên Triệu Voi này có vận tốc tối đa là 160 km/h, được coi là biểu trưng cho mối quan hệ Trung Quốc-Lào. Tàu IMU Lensang, hay còn gọi là Triệu Voi, được sơn theo màu quốc kỳ của Lào với 3 màu đỏ, xanh và trắng. Theo Tân Hoa Xã, thiết kế nội thất của tàu thích hợp các yếu tố của văn hóa truyền thống Trung Quốc và Lào, thể hiện tầm nhìn của người dân Lào về một cuộc sống tốt đẹp hơn và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Trung Quốc và Lào. Tàu chính thức được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Lào Trung, liên doanh có trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, tại buổi lễ bàn giao hôm 16 tháng 10 vừa qua. Tàu Triệu Voi có tốc độ vận hành tối đa 160 km/h, bao gồm 9 toa, 1 đầu máy, 1 toa ăn, 1 toa hạng nhất và 6 toa hạng 2, gồm 720 chỗ. Một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã tấn công đảo du lịch Bali của Indonesia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng. Trận động đất đã ảnh hưởng đến các quận Karangasem và quận Bangli ở phía đông Bali, hòn đảo du lịch của Indonesia. Trận động đất xảy ra ngay trong lúc sáng sớm, khiến nhiều người dân chạy ra khỏi nhà tới khu vực ở ngoài trời vì hoảng sợ. Hòn đảo này đang bắt đầu mở cửa trở lại cho du lịch kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có tâm chấn cách Singaraja, một thị trấn cảng của Bali, 62 km về phía đông bắc. Tâm chấn động đất xảy ra ở những vị trí nông chỉ 10 km có thể đã làm gia tăng thiệt hại. Những người dân trên đảo Lombok gần đó cũng cảm nhận được rung lắc. Động đất cũng đã gây hư hại cho nhiều tòa nhà ở đảo Bali. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một số người vẫn còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra ở khu vực Tây Nam Ấn Độ hôm 17 tháng 10. Hiện lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong các dòng lũ bùn và quân đội thực hiện những chuyến bay tiếp tế khẩn cấp. Cư dân sống ở các khu vực của bang ven biển Kerala của Ấn Độ bị cô lập do mưa lớn bắt đầu tăng cường từ cuối ngày 15 tháng 10, khiến mực nước trên các con sông tại đây dâng cao và những con đường chìm trong nước. Đến nay, 11 thi thể đã được tìm thấy ở huyện Idukki và 14 nạn nhân khác thiệt mạng ở huyện Kottayam sau khi các khu vực này bị ảnh hưởng bởi lở đất và lũ quét. Hàng nghìn người đã được sơ tán và ít nhất 100 cơ sở cứu trợ đã được lập ra. Hiện giới chức Ấn Độ chưa thể xác định chính xác có bao nhiêu người bị mất tích do lũ lụt và lở đất. Thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia, thành phố phong tỏa nhằm chống dịch COVID-19 lâu nhất thế giới, sẽ dỡ bỏ dần các hạn chế bắt đầu từ ngày 22 tháng 10. Vào ngày 22 tháng 10 tới, khi một số lệnh giãn cách được dỡ bỏ, Melbourne, thành phố 5 triệu dân của Australia sẽ trải qua tổng cộng 262 ngày, tương đương với 9 tháng, trong 6 đợt giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt. Các phương tiện truyền thông của Australia cho biết, Melbourne là thành phố đóng cửa vì dịch bệnh lâu nhất thế giới,
vượt quá 234 ngày của Buenos Aires, Argentina. Trong khi số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn tăng ở bang Victoria có thủ phủ là Melbourne, giới chức bang Victoria cho biết tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của bang sẽ đạt 70% trong thời gian tới. Điều này cho phép các biện pháp hạn chế có thể được nới lỏng. Các dịch vụ nhà hàng, khách sạn sẽ được mở lại nhưng sẽ bị giới hạn chặt chẽ số lượng người đến. Lệnh giới nghiêm ban đêm cũng sẽ được dỡ bỏ. Dự kiến đến cuối tháng 10, khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi ở bang Victoria đạt mức 80%, sẽ có thêm các hạn chế được nới lỏng, dự kiến đạt được chậm nhất là vào ngày 5 tháng 11. Truyền thông Australia cho biết, nước này chuẩn bị bắt đầu cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Australia. Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc Australia mở cửa biên giới quốc tế. Bắt đầu từ thứ Ba tới, chính phủ Australia sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại nước này. Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế sẽ được kết nối với tài khoản của từng cá nhân và mọi người có thể tải xuống để lưu trữ trong điện thoại hoặc in ra văn bản. Ngoài các thông tin cơ bản, giống như được ghi giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được lưu hành tại Australia, bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, ngày và các loại vaccine đã tiêm. Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế còn ghi thêm số hộ chiếu và được mã hóa bằng mã QR để tiện sử dụng khi ở nước ngoài. Tại Philippines, 6.913 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận trong ngày 17 tháng 10, đưa tổng số người nhiễm ở nước này lên hơn 2,7 triệu trường hợp, trong đó có 40.675 bệnh nhân không qua khỏi. Số ca mắc mới COVID-19 tại Philippines đã giảm dưới 8.000 ca một ngày kể từ hôm 13 tháng 10 vừa qua, nhưng Bộ Y tế nước này vẫn khuyến cáo người dân không lơ là và tuân thủ các quy định phòng dịch để ngăn chặn một làn sóng lây nhiễm mới. Trước đó, Philippines ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay vào ngày 11 tháng 9 với 26.303 người. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1 năm 2020, Philippines đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 20,5 triệu người, trong tổng số dân khoảng 110 triệu người. Campuchia đang có các bước đi để tiến tới mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế. Sau đây là thông tin chi tiết. Ủy ban Liên Bộ về phòng chống dịch COVID-19 Campuchia đã sửa đổi quy định giảm thời gian cách ly đối với công dân nước này và người nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine, đặc biệt là đối với quan chức, ngoại giao đoàn và các nhà đầu tư. Thời gian cách ly giảm xuống chỉ còn 3 ngày. Thời gian này cũng áp dụng đối với các nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài, nếu như có thư mời hoặc thư đảm bảo khi nhập cảnh vào Campuchia. Còn đối với dân thường và du khách quốc tế đã tiêm đủ vaccine, thời gian cách ly là 7 ngày. Nếu chưa tiêm vaccine, thời gian cách ly sẽ kéo dài 14 ngày. Tất cả phải có giấy xác nhận không nhiễm COVID-19 trong thời gian 72 giờ. Quyết định này bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 18 tháng 10. Theo đánh giá của Bộ Y tế Campuchia, sau kỳ nghỉ lễ Prumben, số ca mắc COVID-19 tại nước này không tăng. Đây là cơ sở để nước này mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.